Chào các em, sau đây cô sẽ cùng với các em giải bài tập số 5 sau khoa vật lý lớp 12 trong 137. Để bài có hỏi như sau. Chỉ ra câu sai. Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng? A. Chất rắn. B. Chất lỏng. C. Chất khí ở áp suất thấp. D. Chất khí ở áp suất cao. Chỉ ra câu sai. Vậy phải chăng là quang phổ liên tục của chúng ta được phát ra bởi khá là nhiều chất trong các cái chất này? Cô sẽ cùng mở lại lý thuyết để cho các bạn thấy là điều kiện để phát ra quang phổ liên tục. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. Như vậy, đối chiếu lại thì các em có thể thấy chúng ta có thể lựa chọn đáp án C, D, A hay B nào? Đó chính là hai đáp án C hoặc D mà chúng ta vừa đọc xong. Đó là ở áp suất gì nhỉ? Ở áp suất lớn. Như vậy chúng ta có thể loại trừ được đáp án C. Cô và các bạn có thể giải bài 5 như sau. Quang phổ liên tục phát ra bởi các chất rắn, lỏng hoặc khí ở P lớn phát ra khi bị nung nóng, tức là có tác dụng của nhiệt đó. Đối chiếu lại nào. Từ đây chúng ta có thể chọn đáp án C. Các em lưu ý ở hai câu 4 và câu 5, các đáp án là tương đương giống nhau. Thế nhưng mà người ta lại hỏi rằng là quang phổ vạch phát xạ và quang phổ liên tục. Như vậy một cái điểm lưu ý ở đây mà các em cần nắm thật kỹ, đó là các em phải có một cái bảng phân biệt được những cái khái niệm, điều kiện để có được cái quang phổ phát xạ và quang phổ liên tục và cái đặc điểm của nó, để các em có thể nhận biết được trong mọi trường hợp, tránh những cái sai sót không đáng xảy ra. Và những cái câu này thường nằm trong những cái câu nhận biết trong đề thi đại học sắp tới của các em. Nếu như mà chúng ta nắm không rõ thì chúng ta có thể chọn rất là dễ sai các cái đáp án mà tương tự như nhau, như ví dụ C với D. Được chưa nào? Như vậy bài tập số 5 đến đây là kết thúc.